Rồi xin chào các bạn. Mình sẽ thanh lý cái đống đồ 67 này nha các bạn. Đây, những anh em nào có nhu cầu đồ xe 67 giá rẻ đây. Rồi, nguyên một cặp bánh luôn nè. Thùng trước nè. Thùng xăng nè, đó anh em nào cần thùng xăng đâu, thùng xăng luôn nha. Sườn 67 nè. Đó. Bánh nè, hai cái sườn. Cái này còn cục máy nè, đó. Về cho anh em đổ chế. Sườn rẻ, sườn mắc gì có hết nha anh em. Đây, hôm nay gặp được cái kho đồ giá rẻ luôn nè. Anh em cần mua món nào anh em cứ nhắn tin Zalo giúp mình nha, mình báo giá cho các bạn nha. Đây, nguyên con xe rẻ rẻ cho anh em đi núi nè. Rồi, đi núi thì phần hết sảy luôn nha. Rồi, về 67 luôn. Rồi, trong đây nữa nè anh em. Đây, nguyên một kho luôn. Về quê gặp nguyên một kho luôn nha. Đây, một con xe 67 cứng cứng nha. Con này mười mấy triệu nè. Cho anh em nào lông nhông đây phượt. Đó, giấy tờ đầy đủ. Chú cấp xe tay nhờ dịch vụ, đồ riêng còn khá nhiều nha. Anh em thích con nào, anh em cứ nhắn tin mình sẽ gửi hình chi tiết con xe cho anh em. Con này thì đang dọn nè. Đó. Về quê là toàn là xe giá rẻ không nha các bạn. Rồi, còn con mô tô nữa nè. Đấy, con siêu phẩm mô tô nè. Đấy. Con xe 78. Đây, anh em nào hỏi xi nhan này, sườn 78 gì đâu. Có hết nha. Đấy. Quá trời luôn, quá trời luôn, quá trời luôn. Đấy, đồ lặt vặt nè. Đó. Anh em thích mua món nào thanh lý hết nha anh em. Thanh lý hết nha. Đây. Đó. Anh em thấy được mắt món nào anh em cứ nhắn tin Zalo giúp mình nha. Mình sẽ chụp hình chi tiết cho các bạn nha. Chụp hình chi tiết cho các bạn. Giá rẻ bất ngờ. Đảm bảo với anh em luôn, giá rẻ bất ngờ luôn. Đây là nguyên cục máy 67X50. Coi xin lời đỏ này. Con xin lời đỏ này bữa nguyên con nè anh em. Mới rõ ra đó. Rất là đẹp nha. Con này máy rất là ngon nè, mang cái zin nè anh em. Đó. Thấy chưa? Mình sẽ quay chi tiết từng món cho anh em nha. Mình sẽ quay chi tiết từng món cho anh em. Tại vì mình vừa quê, con này đầu làm nhôm nè. Đó. Mình vừa mới vừa quê. Cho nên là chưa có rảnh để lên những cái món đồ này các bạn. Đi tới đâu là đồ zin tới đó nha. Ở đây là đồ zin có, đồ mới có, đồ lô có. Cho nên nha, nó rất là nhiều giá để cho anh em có thể chơi được nha. Giá rẻ bất ngờ nha các bạn. Đấy, về quê nguyên một đám nhóc là rất là khoái các bạn. Ok, từ từ để cậu hai bơm xong rồi cậu hai mới cho con tắm chứ. Đó, anh em thích món nào anh em đánh dấu cái món đó, gửi hình Zalo với mình nha, mình sẽ báo giá cho các bạn. Truyền thống này tính thưa cái loại đồ luôn, đồ ở quê nó rẻ các bạn, bán ve chai rồi. Đây, nguyên đống này nữa trời ơi, cái này bán ve chai với làm gì các bạn. Đó, bao la giá ve chai luôn, bao giá ve chai cho anh em nha. Mình ở đợt này về quê là mình quyết tâm là thanh lý hết cái đống này luôn. Đó. Anh em cần món nào anh em cứ nhắn tin trong Zalo với mình, đánh dấu cái món đó trong video, gửi hình qua Zalo cho mình sẽ chụp hình chi tiết và báo giá cho các bạn nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi nhiều video liên quan tới cái kho này nha.